Nếu bạn đau đớn vì mất đi người thân, thì hãy nghe lời Phật dạy này. Có nhiều trường hợp người thân đột ngột qua đời thì luôn khiến người ở lại cảm thấy đau khổ dằn vặt, thậm chí là oán giận trách móc. Nỗi đau thấu trời, xé ruột gan, tưởng rằng lúc đó có thể chết theo, nhưng không thể sống nổi nữa. 1. Thôi bám ví vào quá khứ để ta có thể bước tiếp. Nỗi đau mất đi người thân sẽ khiến con người đau đớn không còn gì bằng, là một trong những áp lực quá đáng sợ khiến thần kinh căng thẳng. Thế nhưng chúng ta cần biết rằng buông xuôi, tức là ta bỏ cuộc, chỉ thua cuộc sống này. Trong khi đâu phải có duy nhất ta từng rơi vào hoàn cảnh đó. Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng từng trải qua nỗi đau này và họ vẫn có thể vượt qua đấy thôi. Họ làm được thì ta cũng nhất định sẽ làm được. Hãy biết chọn thái độ sống tỉnh thức, an trú trong hiện tại sẽ mở ra chân trời mới, được khơi nguồn từ tình yêu bất tận, tự do khôn cùng và hạnh phúc tràn ngập. Không nên truy tìm quá khứ làm gì. Hiểu những điều này sẽ giúp chúng ta giảm đi nỗi đau mất mát. 2. Mọi thứ đều vô thường. Lời Phật dạy đã chỉ rõ cho chúng ta hiểu rõ bản chất của sự vật thì không hề như chúng ta biết. Mọi thứ đều thay đổi liên tục và trạng thái hình dáng ban đầu cũng sẽ biến đổi. Bởi thế nên, đừng bị đánh lừa bởi sự cố định tạm thời, không nhìn thấy được tính vô thường của sự vật. 3. Khỏe mạnh nhưng rồi cũng phải qua đời. Ai trong chúng ta cũng mong mình khỏe mạnh, cố gắng tập luyện để có được vóc dáng khỏe, cường tráng. Một người được ca ngợi là sống thọ cũng không trường sinh bất lão, cuối cùng vẫn phải đối diện với cái chết. 4. Của cải trồng chất rồi cũng tan biến. Con người vì quá tham lam mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến tiền, cố gắng vơ vét của cải về mình mà quên mất rằng nếu có chết đi cũng chẳng mang theo được. Dù người giàu hay kẻ nghèo, đến lúc lâm chung thì cũng trắng tay như nhau mà thôi. 5. Có hợp ắt có tan. Trong cuộc đời này, có hợp ắt sẽ có tan. Dù ta cố nắm giữ điều gì cũng không được, kể cả cha mẹ, vợ chồng, bạn bè thân hữu, hợp rồi lại tan. Vì thế, hãy thôi đau khổ vì điều đó mà nên chấp nhận nó, suy nghĩ lạc quan về nó để cuộc sống thêm nhẹ nhàng, an nhiên. Nhất là trong chuyện tình cảm lại càng như thế. Duyên đến thì duyên đi, hãy thuận theo sự tự nhiên mà đối đãi. Duyên đến thì đón nhận, mà duyên đi thì cũng nhẹ bước tiễn mà đi.